Dạ, Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Sáng hôm nay là mấy anh thợ làm nhà dưới cho Thủy á, rồi mấy anh lợp tôn, thì Thủy nhà có con gà, rồi bắt nấu cháo, thì Thủy cũng kêu chị Thắm với Hà vô phụ Thủy, cô Mười. Thủy Thủy hơi ga gước cô Mười. Hôm qua cô cháu Thủy đi lên tới chợ Bình Phú. Đi lên tỉnh mua dưa chị Phương á, thì hôm qua Thủy cũng mua dưa về đem về bỏ ngoài nhà cô Mười á, thì giờ Thủy sẽ ra nước cô Mười và chở dưa vô để mà chẻ dưa ăn và nướng bánh tráng nữa. Ê, chị Thắm, hôm qua em mua dưa và bánh tráng nữa nè, để hôm mình nướng mình ăn rồi chia cái nhóm ăn cho ngon. Anh Hiền sáng rửa mấy cái ruột heo. Chào bà cô chú anh chị với bà. Hôm nay mấy anh thợ lợp cho cái nhà bếp cho cô Hiền cho xong luôn. Thì cũng rất mừng, lợp lâu với rồi luôn, mấy nay mới làm được gần xong là lợp với xay à. Còn tô với cái sàn thì chắc chờ qua năm. Sáng sớm á. Sáng sớm chưa có làm dọn dẹp gì, Hà vô phụ rửa quét nhà. Chào cả nhà. Đây bánh tráng nè, cùng chị Thắm với Hà. Hơi mình mua dưa mà vô cái lò bánh tráng ta đang tán á, mình mua bánh tráng đem về luôn. Rồi ở đây nha, Thủy đi ra rước cô Mười với chở dưa luôn nha. Cô Mười đi học phụ huynh về chưa? Vậy rồi. Vậy rồi. Con khỏi bắt rồi. Bây giờ nhóm Thủy sẽ vô bắt mấy con, bắt con gà tống để mình nấu cháo. Con này được không? Được. Bắt con gà là bắt con gà. Lên nóc nhà. Lên nóc nhà là lên nóc nhà. Mới chụp. Có nhảy nha. Ôi. Em không dính con gì hả? Mật khá đất không rồi mọi thấy. Cho vô góc này cho dễ nè. Mời đi vô góc đó mời. Con nào trống cũng được hết trơn, mình chừa hai con đẹp đẹp ra. Thấy ngỗng nó đang làm cái gì? Ngỗng nó ghẹm á mọi người. Ngỗng. Hả? Dí vô đó đi. Bắt hai con đâu vậy? Tới, tới luôn. Tới nha, mời tới nha. Hay quá Thắm ơi, hay quá. Thủy nuôi mấy con vịt, mấy con gà, Thủy mua lúa, lúa với bắp trộn lại á cho nó ăn. Mình cho nó ăn thức ăn á thì cái thịt nó bụng lắm. Mình cho ăn lúa với bắp này là thịt nó chắc lại với cái da của con gà con vịt á, nó mà nó ngã ra màu vàng. Sáng thì cũng có cho ăn nữa nè, nên giờ nó cũng không có đói không. Nãy cô Mười thấy cô Mười lạ, ngỗng nó cắn cô Mười. Gì hả? Sao hả? Bà Mười lạ phải không? Bà Mười lạ phải không? Không có.
Trời ơi, cái tụi nghiệp nghe không có lại gì á. Thôi. Gì? Hả? Sao? Nó tắm mà. Tắm á, tưởng đâu có nước nó tắm nè. Gì sao mát hả? Hả? Cái nặng dữ không? Ồ nặng nha. À, ngỗng này nó khoái thủy lắm, mỗi lần thủy ra mà cho ăn á là nó theo thủy dữ lắm. Sao? Gì? Thôi tôi vô à. Tôi vô nha. Nha. Vô nha. Lại ăn với bạn đi. Đi đi. Lại ăn với bạn đi. Vô nha. À, con ngỗng mà tỷ ai mà không quen á là nó cắn bầm thịt luôn á. Ê, nãy Thủy ra rước cô Mười chở vui vô, tại vì tối xe Thủy đi trên chợ Bình Phú á, rồi bị mềm bánh xe, về tới nhà mềm bánh xe, cái gỡ dưa ở nhà của cô Mười, mới chở cô Mười ra dưa, sáng mới chở Mười ra lấy dưa nè. Giờ mình trẻ ăn đi ha. Không ngủ đâu được đâu, không ngủ ăn dưa không mà ngủ không được. Cô Mười nói bỏ mấy trái dưa ở nhà của cô Mười ngủ không được. Biến từ tái vậy nè. Ăn trẻ ăn đi đừng thôi, cái cho người đem ra ăn. Ừ đúng rồi, lấy cái dĩa. Dưa này chắc ngọt lắm nè. Ngọt. Vỏ mỏng lét à Hà, mà nãy giờ nó chưa ăn mà ngủ không được mà biết vỏ mỏng rồi. Vậy đi con chắc thử rồi quá. Sáng anh Hiền anh mua cái ruột heo để mà quay nước dừa, cũng rửa sạch sẽ. Giờ mình hồi nãy thì cháy tỏi ớt rồi á, tỏi rồi bây giờ mình cho nó cạn nước rồi mình mới để nước dừa vô. Nước dừa thì cũng mới chặt để vô cái chai nè. Đây dừa đỏ tươi luôn hả? Ngọt như bị ngọt phải giòn ha. Màu rất là đẹp luôn. Hiền ơi, Hiền kêu mấy anh thợ ăn dưa. Rồi, dưa đẹp ha. Dạ con cũng mời ông bà cô chú anh chị các bạn ăn dưa với con nha. Dưa hôm qua con với cô Mười đi mua nè. À, Hà với chị Thắm ăn thử hơi ngọt không? Mời cả nhà cùng ăn dưa nha. Ai kêu tôi đó? Ai kêu tôi đó? Họ có Mười ơi, không kêu Mười ơi. Không kêu cả. Hôm qua có Mười thử rồi. Mười thử rồi. Thử hôm qua ngọt, cái này ngọt, cái nào ngọt hơn? Cái này dưa này mà mình nấu cơm ăn với khô ha. Có phép to ha. Ăn cơm với khô á hả? Sắc dưa vô. Mày đừng kêu hắn. Thấm với về rồi. Thấm chỉ ăn đi con. Chặt cây chuối này vô làm gỏi. Chuối xiêm nó non vậy mình làm gỏi mới ngon. À non ha, mình lấy tới cái này luôn á. Giờ lột ra với có cái bắp chuối, đưa Thủy chặt cái bắp chuối ra kìa. Đi lại đây hả? Đen đen đen. Ôi con. Rồi vô nữa. Xem Thủy sẽ biểu diễn cái bắp chuối này nha. Rồi còn cái lá cái cùi thôi. Ôi. Lùng quá.
Cố lên. Cố lên. 1, 2, 3. Không thấy. Siêu mẫu ra kìa đó, siêu mẫu xuất hiện kìa. Siêu mẫu, siêu mẫu. Siêu mẫu mà nghe lộn nó siêu mẫu chết luôn. Siêu người mẫu quá. Siêu mẫu chân dài tới nách. Nách dài tới chân. Để cho mùi biểu diễn cũng tới. À, thấm thấm coi biểu diễn rồi thấm. Này giờ luyện vài năm nữa. Mình leo. Dạ kìa mà nước nâu gì không trời. Trời ơi đất nó xẹo luôn rồi. Nên nó bụp bụp vô đó. Giờ luyện lại. Vài năm nữa mới tới đủ rồi, đủ. Trời ơi, không cảm không lắm ghê lắm. Giờ Hà thì sắt keo găm, lặt keo găm để hơi trộn gỏi, còn Thủy thì sắt cái chuối này, cái chuối này ra để hơi mình làm gỏi á. Nó làm gỏi nó ngon. Cái giò. Nãy Hà không gọt này bỏ nè, cái này nó cứng. Sơn. Quê chồng Hà là làm gỏi là chẻ phải không? Chứ không có sắt. Không có sắt như vậy. Chẻ khúc 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 vậy nè. Ừ, chẻ ra y như sen vậy á. Y như ngó sen vậy. Em ăn được hai loại chuối nha. Ừ. Chuối này với chuối sáp. Ừ. Phải không? Ừ. Xem chuối sáp. Đâu rồi, tắt rồi. Cho mình thấy nặng dắt tắt vô cái nước á để cho nó đừng có đen. Cô Mười với chị Thắm thì đi về họp phụ huynh rồi. Còn Thủy với Hà thì hợp ở nhà. Hợp chuối với hợp rau. Mấy em thợ không biết cái gì mà cười sùm quá. Vui quá. Cắt gì anh hai? Còn cắt cổ rồi hay gì đấy. Cắt con. Cắt dây to nữa. Dao cắt dây to hả? Cắt dây nhựa mà. Dao mười bén. Dao nó bén chắc ngon lắm kìa. Thôi mình làm xong rồi mình nướng bánh tráng luôn hả? Rồi mình dắt tắt vô á, cái mình để chuối vô nó tắn tươi.
Sáng nay nãy giờ còn khúc chuối nữa, với một bắp chuối nữa là xong. Hà thì đang lột củ hành để cháy để mình trộn gỏi. Sắc hết nữa cái này luôn hả sao hả? Mấy bữa nay mấy anh thợ làm ghiếc gác bằng tay lên ghiếc lợp cho rồi. Rồi ngưng lại không biết chừng nào mới làm nữa, tại vì phải đợi ghe bơm cát á. Thường thường thì cát thì mình mua cát cạp á thì nó rất là mắc tiền. Mình thủy đợi cát người ta bơm dưới sông á. Dưới sông người ta hút lên á, mình bơm cho mình á. Nó mới rẻ. Cát đó lắp đó là bằng cũng bằng cát xay á. Ừ. Nó rẻ hơn có 20 có 40 thì hạng xấu á. Ừ. Cát cạp nó mắc. Miếng chuối trắng tươi hả? Mấy anh hàng gì hơi ồn quá. Giờ lợp luôn hả anh Nhân? Cái này khoảng bao nhiêu miếng anh Nhân biết không? 10 miếng. 10 miếng là hết luôn hả? Ừ, hết cái máy này là 10 thước. 10 thước á. À 10 thước. Ôi chào em Nhân, làm gì tên đó? Chào chị. Lấy toàn lên. Bây giờ thì anh Nhân với em Nhân ở trên nút nhà để mà lợp mấy tôm. Còn anh Năm thì chà chà tha tha nè. Chào anh Năm. Em mệt. Mệt gần chết mà kêu chà chà tha tha. Anh Nam cũng làm cái xây cái này để mà nữa mình để cái bếp lên á, bếp ga rồi cái gì kêu bằng cái gì anh Nam, cái labo rửa tay hả? Rửa tay rửa chén luôn. Tắm được không? Được hả? Thì tắm mình xả nước vô đó mình đứng xối. Thì nghĩ làm được một cái phòng. Một phòng đây. Gắn cửa sổ ngay chỗ này. Rồi ngay đây thì xuống đường xuống mé sau. Rồi nữa thì sẽ để máy giặt với phơi đồ ở đây nó tiện. Nó rộng. Đây thì để chừa lại phơi đồ. Hôm nay thì cũng tiếng ồn quá. Hôm nay thì cũng cảm ơn chị Nga, chị Loan đã cho Thủy 500 đô để làm nhà dưới. Một lần nữa em rất là cảm ơn hai chị và chúc hai chị nhiều sức khỏe. Thì cũng xin cảm ơn ông bà cô chú, anh chị và Mạnh Thường Quân đã ủng hộ clip của Thủy và xem clip của Thủy và Thủy xin ông bà cô chú anh chị và các bạn ủng hộ xem quảng cáo giúp cho clip của Thủy và clip của Hiền xứ dừa nữa. Hỏi em tưởng đâu à làm cái bếp này cao lắm mà nghĩ là chưa có bơm cát nên cũng thấp, tưởng đâu cao. Cái nền nữa là vừa tầm lắm á. Em tưởng đâu vậy là làm cái bếp nữa là em nhón á, em nhón không nấu á. Bắt thêm cái ghế nữa chứ nhón không tới. Ta mua dày 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 động á,
Ờ, như dài cao gót phải không? Dài độn hả? Cao lên những tấm máy nữa. Nó kệ, đừng tính. Nói anh Năm nói lùng chi à. Ấy à. Khóc. Đâu phải là phải chìm ca mà kim tốn. Chìm ca không tốn. Món đẹp, mập dễ thương, cao sang, lòng người quý phái. Trời ơi, ghê chưa. Nào cũng lấy hết tên không? Nào cũng lái xài tên chứ không có bỏ nào hết tên. Rồi găng cái gì? À, tam hô tứ lé, lé là sao? Tam hô tứ súng phải không? À. Đó cũng lấy luôn phải không? Anh Hai khai sao buồn? Anh Hai ơi. Em nói gì à? Tam hô tứ súng gì đó rồi anh Năm nói đừng nói vậy anh Hai anh buồn. Cái nào cũng có đó. Đủ cho hội tụ đủ luôn á. Thì đây thì cũng để nhà tắm cũ luôn. À, sau này kỹ tỷ có trong nhà tắm mới có bị người nào tắm ở trong đó thì mình ra đây mình vẫn tắm được. Rồi thì cũng để cái sàn nước ở đây mình khi mình rửa rau ha, làm gì cũng có sàn nước ở đây cũng rộng nữa. Mình thì xây bích cái đây không thấy qua mẹ. Làm gần rồi mà chưa nấu cháo gì tên xong nè. Cái này khoảng chừng tiếng hồ không anh? Tiếng hồ phải không? Dạ. Chưa xong thì tao làm từ từ lại. Ấy gấp quá em làm đồ chết là đồ sống rồi nha. Chưa xong tao làm chậm lại. Ừ. Cái bắp chuối này cái bông mình vẫn ăn được luôn nữa. Nó mình làm gỏi nó bùi bùi chát chát ngon lắm. Còn cái cùi trong bắp chuối á làm nó ăn rất là giòn luôn. Mình nấu canh chua là thủy bỏ cái phần khúc cùi già thôi, còn cái non mình thì vẫn để nấu canh chua luôn. Bắp chuối này mình nấu canh chua giấm á. Ồ cơm mẻ ngon lắm nè, nó có cái phần cùi trong này là cái lõi của trong cái bắp chuối á. Nấu canh chua cơm mẻ. Thì anh Hiền có mượn anh Lâm. Anh Lâm là chồng của Hà vô phụ lợp mấy tôn nhà dưới cho thủy. Chào anh Lâm. Anh Hiền được mượn điện cho anh Lâm hả? Mới đi rước Nguyên Bảo rồi, làm lòng cái vô phụ rồi. Đưa lên cái máy đỏ đây nè. Leo được không? Cái điện cảnh không? Sao có điện nữa đó. Thấy không? Mình làm cái bếp nó rộng gì. Ở đây là để tìm nước vô. Em nói mà anh quạo kìa, anh ấy em nói anh Năm anh chà chà tô tô mần mệt thấy ngồi luôn rồi chà chà tô tô gì đó à, tại anh Năm nói chơi á. Giờ lợp cũng được phân nửa hả anh Hiền? Là lợp luôn khúc ngoài gì kia không? Gắn đòn tay chưa? Gắn chưa? Cái gắn cái cây tay không? Ừ rồi. Kia đang làm đó. Này. Gắn tay của cái lại lên rồi.
nay Thủy cũng mượn em Kim lên để mà gắn ở đồng tay. Chào Kim. À, mình gắn cái đòn tay mình hàn lại cho nó cứng. Mình cũng cong không à. Thấy đéo không? Tên này là mấy gem Thiện? 5 gem. Anh Hai thấy bụng rồi anh Hai ơi. Hả? Thấy bụng rồi. Giờ chị Thắm niêm cháo nha. Niêm có nếm không ạ? À? Vi thì mới học về. Nay là thứ bảy mà Vi học bù nên học có một buổi à. Hùng cũng học có ủa nguyên ngày mà cũng như là nguyên ngày mà hơi đưa đi nữa. 1 giờ. Hành à, chị Phan để cho nó ấy chút mình khi mà gần dọn á mình hả để hành. Ừ. Giờ Hà đang sắt cái ruột heo nãy mình khèo á, mình hơi mình xào với cần với dưa leo. Lấy cần với dưa leo sắt ha. Ừ. Nãy giờ có mòn miếng nào hả? Có không nha, được có bóng là không có mòn. Nó bóng bóng là mấy mới thấy là biết rồi nha. Thấy miệng bóng bóng là có mòn á. Chị Thắm gấp cái tàu dừa để mà làm cái cặp gấp nướng bánh tráng. Mình không có cái đồ cặp gấp thì mình chẻ cái này nè, chẻ cái khúc dừa ra để làm cặp gấp. Nướng qua nướng lại hả chị Thắm? Hôm đó cũng có một thời gian nướng bánh tráng bán. Vậy hả? Hồi đó chị có bán bánh tráng rồi bán hột vịt nữa phải không? Rồi sao nghỉ vậy? Cục vốn hả? Ta bán, ta có loại mình bán cục vốn, 2 cây được rồi, 10 nướng mà. Giờ mấy anh thợ lợp ra tới đây rồi, gần xong rồi. Xong rồi mình. Trời ơi, anh Lâm mặc đồ nổi dữ rồi ta. Mặc đồ gì nổi dữ hả? Mặc đồ gì nổi dữ hả? Ở trên đó là thấy mình nổi gì nổi nhất cho phải không? Ừ. Nổi xanh lè luôn á. Mình chẻ ra làm ba phải không? Chẻ ra làm ba cái mình chiên cái cây này vô cho nó mới xè ra. Ừ. Làm ba cây. Ờ, nó ngắn ngắn đó chị. À, dài quá nó chổi là nó bánh tráng á. Ừ, ngắn vậy đi. Rồi làm ngắn ngắn vậy nó dễ hơn. Thành cái bàn tay ba ngón. Dễ chở. Nặng dữ không? Vậy nặng dữ không? Nó xè ra phải không? Ừ. Ẹp kìa. Bự bự á Thắm, bự nó mới xè ra nhiều chứ nhỏ là nó. Nhỏ nó tím lại ha. Ừ. Nó không được chảnh ra. Theo em là hồi nãy cái cây này em chẻ làm hai được hai cây á, chẻ làm hai. Mấy hả? Không, cái kia kìa. Cái, hả? Chẻ làm hai như vậy nè. Nó mỏng nó dễ. Mỏng nó dễ nướng hơn mà dày. Dày nó. Giờ nè dẹt lại nè. Ừ, dẹt vậy á. À, được hai cái á. Nó mỏng như vậy nên mình dễ tở bánh tráng nữa. Thấy chưa? Trời ơi, cũng có người này có người kia ha. Ừ. Ấy vậy nó xè nhiều nữa thấy không? Người góp vô ý. Rồi vậy rồi mình chừng nào mình mới đi ta ấy. Rồi được hai cái cặp gấp nướng bánh tráng đi vô nướng cũng, chị cũng đẹp như ai ha. À, tại vì nhà có ba cái miễn gáo á chị. Mình đốt miễn gáo mình nướng. Miễn gáo nướng ngon lắm á. Ừ. Thắm ơi em trồng ba hành sống rồi Thắm. Ừ. Để
đẹp quá ha. À, Tết này có hành à. Hôm nay mình quên mua hành đó, về nhà cũng có được mấy bụi đó coi. 2 3 6 7 8 9 bụi hả? Ừ. 9 bụi Tết nay chắc nó rụng hết quá. Mình làm quên mua. Tôi tên Hùng, chào các bạn. À, đi vô à, ăn thôi, ăn cháo ăn Hùng. Giờ Thủy múc có củ kiệu vô làm gỏi luôn chị Thấm. Ừ, ngon á. Ừ. Thơm quá. Nó chua. Nó chua ngọt ngọt á. Thơm hết con người. Ừ. Xé nãy có nhớ không cưng? Không. Dở dở cái ra coi có nhai không? Có bóng. Có bóng. Bình thường. Bị nó bóng không? Có. Ở giờ thấy thử nón con nghi cho phục. Lột ra. Thấy cái đầu không? À, gỏi á, thì có bắp chuối nè, rồi chuối cây nè, rồi củ kiệu nữa, thơm quá. À, cà rốt. Thơm quá, coi đi dọn chén. Ừ. Cái này hơi mình để vô cháo phải không hả? Ngò rí sắc nhuyễn không? Với hành với tiêu á. Ừ. Rồi vét ra cái cau găm vô luôn, mình để nguyên lá vậy nè. Rồi chừa cái này hơi mình sắp ra dĩa rồi nè. Tăng ký ở trên. Chị Thấm xé rồi chưa? Sắp rồi. Sắp hả? Sắp xong rồi. Thợ bỏ điện tưới đây. Má bỏ cái đuổi gà vô á. Hiền chứ thấy trở em xé gà là hồi nào cũng bỏ cái đuổi vô túi hết trơn. Sắp gì để riêng á. Rồi xong rồi cô Mười ơi, con xong rồi á. Mình để đậu phộng nữa là rồi sao nha. Rồi à. Lấy cái dĩa vậy Thấm ơi. Cái dĩa thì mình sắp cái dĩa thì mình để thịt gà lên. Ê con Thấm nó xé thịt gà nè. Còn gà hai đùi mà còn có cái. Còn có cái đùi vậy? Ủa dĩa nào? Dĩa học xài hay dĩa tròn thấy? À học xài cũng được. Giờ Thủy cũng nấu cháo với ruột heo xào dưa leo với rồi, cần rồi, rồi. Mời cháu. anh Năm rồi anh cũng mời cả nhà cùng dùng cơm với mình có hiện nha. Còn quá. Rồi anh Thái. Còn quá. Em này có anh Thái qua chơi chập gặp dịp rủ anh Thái ăn cháo luôn. Lâu quá ăn. Dạ. Thấy mặt quá. À bắp chuối cây chuối ở nhà tự sắt làm đó anh Thái. Dạ. Hả? Có quá. Vô rồi Thái ơi. Rồi nha. Cây một khúc cây này ở bên Nhật là phải 2 năm ngày mới nhiệt rồi đó. Ừ. Cây này ăn tốt được ruộng lắm nghe nói á. À lần anh Thái cũng có đi Nhật hả anh Thái? Phải không? Hồi xưa anh có đi lao động bên Nhật. Ờ. Thôi giờ em để cho mấy anh ăn tự nhiên nha. Em vô tổng em lo cho phụ nữ ở tổng. À, để đây người ta ăn mình quay người ta mắc cỡ. Mời cha vô ăn luôn đi. Mời cha vô ăn cháo. Anh hai ăn cháo luôn anh hai. À, xong rồi phải không? Xong. Kim ra ăn cháo rồi cưng. Rồi vậy là xong rồi đợi bơm cát chị Thấm. À, thoáng mát ha. Cái này mình đứng mình làm đã luôn nha. À cái này thì gắn để mà cái bô rửa tay. Rửa nước, rửa chén rồi ha. À, còn đây bếp. Ừ. Gọn quá. Thấy vậy chứ không phải là cao, em hỏi em tưởng là cao tại vì bơm cát lên cả khúc nữa thôi. Ờ bơm chắc cũng có nhiêu đây nữa nè. À. Vậy mình đứng lên nó cũng đâu cao không? Mình còn gắn cái đan nữa. Cái đan nữa. Gọn quá trời. Lợp rồi nó mát ghê luôn á. Mấy ông thợ nay làm cho mát khỏe rồi. Ừ. Chứ không lợp này nắng dữ lắm chị. Rồi ở sau này. Ở cái phòng này phòng gì thấy? À này thêm cái phòng này phòng gì? À phòng khách tỷ có ai thì vô đây em làm ta nghỉ ngơi á. Còn đó thì cái cửa nhà tắm thì bít cái cửa nhà tắm này. Ở còn này thì tính làm cái gì đây? Cái đây thì để phơi đồ khi mình giặt đồ. Ờ, giặt đồ rồi mình đem đồ vô đây ra đây chất tươi phơi ra đồ ở đây luôn. Ừ. Nó tiện hơn. Ừ. Trời ơi, đẹp. Cái này xây tô lên nó đẹp. Ừ. Ở đây mình phơi đồ rộng thoải mái luôn á. Thoải mái luôn. Lúc trước hả, chị biết không em làm nhà tắm bằng lá hả? Ở cái không phải lâu nó mục hết trơn à. Không mục. Mà không có chiều không có chỗ mà đem đồ để đâu nữa. Trời ơi, trời mưa. Mát cái nồi luôn. Ừ. Thôi giờ đây cũng mát bụng mà mừng cho Thủy luôn. Vậy giờ rất là quý luôn. Ừ. Thủy mừng dữ lắm luôn á hả Thấm. Mừng chứ nằm mơ cũng không được gì. Ừ.
Em kêu thợ cắt ngay cái cửa nhà tắm ngay đó đó chị. Mình bít này lại nha. À bít cái cửa bên đây. Đoạn quá trời. Mày chưa thấy có lần đó phải không? Có lần cắt chặt rồi. Ừ. Dạ thì con cũng mời ông bà cô chú anh chị các bạn ăn cháo vịt cháo gà với con nha. Mời cô Mười, chị Thấm, Hà đi toilet rồi. Mấy đứa ăn no nha. Mình ăn cơm. Mời cả nhà ăn cháo gà. Mời ông bà mời với con. Mời cả nhà cùng ăn cơm với thịt gà. À, ăn lẹ ăn hả nó đi cái mồi ăn cái mồi ăn luôn hả? Giờ hả ăn cơm hay ăn cháo? Hả? Hù người cháo. Thôi ăn cơm rồi á, còn nhiêu dưa nè, người xách vài tái gì vậy ăn, có cơm còn mấy tái. 2 4 6 8 trái dừa. 8 trái dừa cho người 2 trái đi. Đủ chưa? 2 trái, 2 trái. 2 4 6. Rồi bánh tráng. Bánh tráng thì em thử mua 50 bánh tráng nè. Hơi nướng cho mấy ông thợ ăn cháo rồi mình nướng cho mấy ông đó vài cái rồi cái mình chia người 5 cái, 6 cái gì đó. Ăn nướng ta. Chia ra đem về tự về nhà nướng ăn nha. Dạ mời cả nhà ăn cháo gỏi gà. Ăn gỏi thử đi, con làm gỏi vừa ăn không cô Mười? Ngon rồi. Không chê. Chê là không cho ăn. Ngon lắm. Giòn. Dưa này thử mua 10.000 3 kg nè. Rất là cũng đỏ. Đỏ mà ngọt nữa. Gấp cho ai vậy Thấm? Để cho cô Mười đồ sợ gấp không tới nè. Để ra chiều Mười ăn ăn cháo. Ăn cháo gấp trước rồi. Quy đó bụng mày. Quy học về nói mẹ ơi con đó bụng quá. Gấp đồ ăn vô ăn con, gấp thịt gà vô ăn. Gấp thịt gà nó không chịu, gấp thịt gà luôn Quy. Gấp thịt gà con nha. Gấp cái muỗng. Con ăn gì? Con gì? Bụng nó khỏi rồi. Ăn ruột heo hả? Nó ăn ruột heo. Kệ nó ăn ruột heo đi. Còn Hùng nè, ăn cháo mà ăn ruột heo. Bảo cũng ăn ruột heo nữa. Ăn cơm. Mấy đứa này nó thích ha. Để mình quay nước dừa ha, nó ngọt ngọt. Hồi nãy anh Hiền nó tính là để vậy rửa sạch sẽ rồi xào chứ không có quay nước dừa, nó đâu phải, mình phải quay nước dừa mình mới xào mới ngon. Dừa ngon hơn. Nóng dữ lắm nha. Nóng dữ lắm. Dạ con mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ăn cháo với con nha. Cháo này chị Thấm niêm ngon quá, vừa ăn. Mình nấu cháo gà, cháo vịt á, mình không có gan. Mình gan nó không có nhựa. Nó không có còn đủ nhựa nữa. Nóng thiệt cơ Mười. Nóng lắm. Nãy ăn cơm nó không nóng nè. Quy với ăn cơm nó không có nóng nó ăn được. Mình bớ cháo, múc cháo là ăn không? Bởi ăn nóng, ăn cháo nóng ăn không lại Thấm nè. Nãy kêu ăn cơm chịu. Cháo ngon quá. Ngon. Ăn miếng cái dưa kiệu à. Kiệu ngon quá, dưa của mình. Này nó chua chua ngọt ngọt á. Thịt gà đại. Ê, cô Mười cho một đũa. Ăn thử em ngồi gấp nữa nha. Dạ. Thì gấp gỏi không. Ê, cho chị Thấm. Rồi, cảm ơn chị. Hà ăn ngồi gấp nữa hả? Hà đi hơi chừa cho Hà riêng đi. Hà gì rồi. Chọn gỏi vô bỏ vô đó nó ma mũi. Cái em gấp chuối, cái chuối với cây chuối á. Giòn ha. Giòn.
Mới rồi ăn vô đi. Người ta bán cháo vịt đó chị Thấm. Là hao cái gỗ dữ lắm không mười. Gỗ trộn vô hao. Mà người ta bán cháo vịt đó, ta bào cái già người ta lấy luôn á, chứ không phải như mình mà tước chuối không? À, cái chua cây chuối á. Có khi mình về nham đất luôn á, bào cũng dao mén nó bào hộp rồi. Người ta lấy bắp chuối đỏ ngoài bào giòn. Ừ, thì bắp chuối thì nó giòn, còn cây chuối á, cây chuối người ta lấy lên muốn tới cái cọng lá luôn á. Như xả cũng vậy, xả người ta bán ngoài chợ phải không? Là người ta bào cái già nhiều lắm. Về mình kho. Nó có xanh xanh á. Ừ, mình kho nó bị cứng. Nó có dây. Có thấy chưa bà chưa? Chưa. Ủa, thấy mình ăn cháo, xả hết rồi chị. Cháo rồi kìa. Cháo ngon mà. Con gà nó ngọt ha. Có cháo ngọt lắm vậy. Sau khi ăn cơm ăn cháo đã no rồi, cái nhờ chị Thấm Thấm đốt mấy cái miếng gáo mình nướng bánh luôn. Nhiêu gì nướng chục cái đủ không chị? Trời ơi dư phụ luôn, nướng còn 20 bánh đó mà. Dữ không? Lẹ lắm, than nướng xeo xe lại à. Còn miếng dư thì bỏ tủ lạnh cất phải không? Bỏ tủ lạnh cất. Bạc Liêu sư tử tôi yêu. Hả? Nó nóng hả chị Thâm? Để nướng cho Hùng cái cho nó ăn cái này đi học hả ơi. Lấy cái này đi hả? Cho nó nhai bậy nữa. Được chưa? Được chưa? Được rồi đó. Được rồi. Đó, cái đầu tiên thì vậy cũng là rất là khéo rồi. 8 điểm. 8 điểm hả? Ừ. 10 nướng là 8 điểm. 10 nướng là 10 điểm. Thôi ơi. Làm gì cũng 10 nên 10 ít làm. Nè. À, dạ con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn bánh tráng do chị Thấm nướng rồi nha. Rồi hả? Thôi. Xách cho Hùng đi. Nó đi ăn rồi đi học. Thấy sao 10 điểm nha cưng. Ngày đây gió mát quá ha. Hùng ơi. Đi đây. Con bánh tráng nè. Ừ. Rồi được rồi chị, được rồi. Đó. Mình để nguội lại thôi nó giòn lắm. Đừng 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 nói ai nha Hà. Đừng nói ai hai chị em ăn đó phải không? Ừ. Em... chắc em bỏ cái bánh xuống nghỉ nướng luôn á. Em mời cả nhà cùng ăn bánh tráng nha. Ừ. Nói chị Thấm nha, cô chú. Đừng nói mời luôn nha. Này mình ăn như ăn như chỉ làm mình ăn. Ừ. Bỏ bánh xuống à. Mùi gì ơi? Kéo áo chùi. Chùi gì? Kéo thôi hả? Kéo chùi miệng. Giấy hút miếng. Trời nó miếng rồng rồng luôn rồi trời ơi, cái khổ ghê. Nghe giòn lắm. Nướng cho người ta nướng rồi đi ăn gì đây, nó miếng cãi lòng thầm hết trơn. Ừ giòn luôn lắm. Giòn rụm luôn. Ánh sáng này ở Kinh 10, Đồng Tháp. Như là tên đó là cũng như là Đồng Tháp rồi. Béo à? Béo chị, người ta làm dừa nhiều á. Mà bánh tráng á. Hà biết không? À, khi người ta tráng là bánh tráng mà mỏng á, ăn mới ngon hơn bánh tráng dày. Ừ, nó mỏng, mỏng nó giòn. Nó giòn mà nó cốt nó thấm hơn nữa. Ừ. Nó giòn cụm luôn á.
ăn hồi thăm dữ luôn miếng lưng nướng cũng khó tưởng nha. Dạ thì hôm nay á Thủy đã làm nhà dưới rồi, lợp cũng đã xong rồi, thì Thủy sẽ đợi chừng nào bơm cát Thủy sẽ quay lại cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem cái nhà dưới Thủy như thế nào. Thì hôm nay nhóm Thủy đã mần gà đãi cho mấy anh thợ ăn ở ngoài kia, thì mình nướng bánh tráng điện hơi mình cũng cho mấy anh thợ ăn vài cái. Bánh tráng ở trên Đồng Tháp hả? Dạ đúng rồi. Dạ một clip của Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngon quá thấp.